Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đo cường độ dòng điện có tải. Đối với những cái đèn LED bulb công suất khoảng 3W, 6W, 9W. Do đây là những cái đèn LED công suất nhỏ, nó không có dùng cái bo mạch nguồn LED driver như thế này, mà nó sẽ dùng cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V dùng tụ ha. Đây, các bạn nhìn nè, cái mô mạch của nó khá đơn giản, nó chỉ dùng một cái cầu diode hoặc là một con IC chỉnh lưu. Rồi phía sau của nó là một cái tụ gốm dùng để hạ áp và một cái tụ hóa dùng để lọc nguồn thôi, mạch khá đơn giản ha. Rồi mới có mấy con chở nè, đây là mạch đèn công suất 7W ha. Còn đối với những cái mạch đèn mà công suất 9W như thế này á, thì tương tự. Đây là cái vị LED của nó. Nó cũng dùng 4 diode mắc theo dạng cầu để chỉnh lưu. Rồi, ở đây á, nó sẽ có hai cái tụ ha. Một con tụ gốm, một con tụ hóa. Mạch đèn 3W này cũng tương tự như vậy. Đây. Có một tụ gốm, một tụ hóa thôi. Thì đối với những thiết kế như thế này á, các bạn khó đo đạt, tại vì nó hàng dính trên bo mạch luôn rồi. Nó thiết kế y nguyên trong cái một cái mạch in như thế này. Thì để mà đo cái cường độ dòng điện á, thì mình đo như thế nào? Thì các bạn đã biết á, đo cường độ dòng điện á, thì mình mắc nối tiếp ha, so với tải. Còn khi mà các bạn đo điện áp á, thì các bạn đo điện áp ngõ ra luôn nha, của cái vị LED này nè. Đây ví dụ mình cho sẽ có hai điểm này, nhưng mà đây là cái điện áp có tải nha. Đây mình sẽ demo cho các bạn thấy một cái bo nguồn LED driver dùng nguồn hạ áp này. Cái đèn công suất khoảng 3W ha. Thì mình làm như thế nào? Mình giả sử đi, mình lấy một cái đuôi đèn ha, E27, các bạn gắn vô. Rồi mình cấp nguồn cho cái đèn này cho nó sáng. Đây, các bạn thấy rõ ràng nó sáng ha. Thì thế thì mình đo cường độ dòng điện như thế nào? Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ ha. Đây, mình dùng một cái đồng hồ số, mình chuyển cái thang đo diode đi, để mình xác định được cái chiều nào chiều âm, chiều nào chiều dương của một cái vỉ LED này. Thì do các vỉ con LED này á, nó mắc nối tiếp nhau tạo thành một nguyên một dãy nha, dãy nè, từng chip LED này nó mắc nối tiếp với nhau. Thì thứ nhất các bạn phải chọn cho mình vị trí thuận lợi để mình cắt ha. Như đây là hai, có hai đầu âm dương nè. Trước tiên các bạn lật ngược đây, các bạn nhìn cái tụ hóa của mình á, có một chân á đánh dấu trừ trừ chỗ này là chân âm nha, còn cái chân còn lại là chân dương. Thì các bạn đối chiếu lên, rồi cực âm của mình đây, cực dương mình đây, thì các bạn dựa vào đây á, là các bạn có thể đánh dấu được chân cực âm ở đây nè. Đây là âm ha, âm này nó nối với cái cathode của con LED thứ cuối cùng luôn nè. Âm nè, bên đây âm nè, âm nè, đầu lại đầu dương nha, đầu âm nè, đây đầu dương nè, đầu dương của cái con LED thứ bên đây nè. Thì các bạn nên nhớ, các bạn lựa chọn đúng cái vị trí của nó, vị trí nào thuận lợi cho các bạn thao tác. Như ở đây á, các bạn dùng cho mình một cái mũi dao ha, cái lưỡi lam cũng được, dao rọc giấy hay tùy. Ở đây mình dùng một cái dao mỏ. Các bạn lựa chọn một vị trí bất kỳ thuận tiện. Từ cái bo mạch này nó hàn dính với nhau, nó kết nối với nhau rồi, thì mình chỉ việc mình cắt cái vị LED thôi. Cắt vị trí nào cũng được, tùy. Lưu ý là cho mình á, là các bạn cắt cái vị LED cho cái đường mạch in á, thứ nhất là nó không bị vướng víu cái gì. Thứ hai là đường mạch in nó nhỏ, mình cắt cho nó dễ ha. Như ở đây á, các bạn nhìn thấy không, cái đường nó khá dày ha.
đồng thời mình sẽ cắt không tiếp xúc chip led này, tránh làm ảnh hưởng nó hư chip led. Thì đây mình sẽ chọn ngay vị trí trên đây, đây vị trí này thuận tiện nhất nha. Mình sẽ dùng một cái mũi dao mình cắt ngang, cắt đứt cái đường này luôn nha. Đây, cắt đứt cho đến khi khi các bạn cắm cái phích nguồn vô là nó không còn sáng, tùy chip led này nó mắc nối tiếp nhau, nguyên cái mạch nó mắc nối tiếp nhau. Các bạn cắt đứt cái đường này cho mình luôn. Lấy một cái ổ cắm, các bạn cắp nguồn vô lại. Như mình có ở đây, mình có một cái ổ cắm ha. Cắt sao cho nó đứt luôn nha. Cái là khi nghĩa là cái đèn led này nó không sáng nữa. Đây, cái đèn led của mình là không sáng nữa. Thì tiếp theo đây, các bạn cạo cho mình hai phần. Một là các bạn hàn đây cũng được, nhưng mà nhiều bạn không khéo tay á, các bạn hàn phạm vô cái chip led này luôn. Thì đây á, để cho an toàn, các bạn lấy cái mũi dao này nè, các bạn cạo sơ sơ cho mình hai phần ha. Đây đèn led nó sáng là do tụ nó còn tích điện á. Đây các bạn cạo sơ cho mình hai phần. Đây các bạn nhìn thấy hai dấu không? Rồi mình sẽ dùng một cái mỏ hàn ha, mình xi hai cái này rồi mình câu hai dây ra. Đây mình lấy hai sợi dây đồng ha, kẹp nó nhanh cho ít nhựa thông đây mình xi. Các bạn xi ngay chỗ cái phần mà mình vừa cạo á, ở đây nè, nó lòi ra hai cái đường dây đồng. Mình sẽ xi vô nha. Rồi các bạn lấy dây chì các bạn chấm vô. Rồi tiếp theo các bạn lấy hai sợi dây đồng cho mình, các bạn hàn nha. Như ở đây bên đây á là cái phần âm, phía bên đây phần âm ha, còn phía này từ dương nè, dương có âm nè, thì mình cắt chỗ này á, thì cái phần này là phần mình nói là phần âm ha, còn bên đây phần dương ha. Các bạn nối hai cái dây ở hai bên cái phần vị trí mình cắt á. Đây một sợi, nối thêm sập sợi nữa. Đây, như vậy chúng ta có hai sợi là các bạn cắt ngang cái thanh led này. Hai vị trí này để mình đấu cái đồng hồ vô nha. Thì trước khi đó thì các bạn đo coi cái dây này có bị chạm nhau hay không. Nhiều bạn hàng xi á, các bạn vô tình các bạn để cho nó chạm đây nè, chạm chì đây nè, nên các bạn cứ đo lại ha. Đây nãy mình chỉnh cái thang đo diode rồi,
Mọi bạn đo hai dây này không được cho nó thông mạch nhau nha, không được chạm nha. Ở đây mình giả sử riêng các bạn đo hai cái này thông mạch nhau. Và nhìn cái đồng hồ nè, thấy chưa? Rõ ràng nó chạm nhau. Tụi các bạn lấy dùng cái mũi dao á, các bạn cào tách cái phần giữa chính giữa nó ra. Rồi chì nó lem á, các bạn cứ cào nè. Cắt đứt cái đường này cho đến khi mà các bạn đo lại á là nó bị hở mạch, nó không có lên tổng chở nữa. Rồi. Bạn đo lại cho mình. Đây các bạn tiến hành đo hai sợi dây này. Mà các bạn thấy không? Nó không lên tổng chở, như vậy là cái hai sợi dây này hở mạch nhau. Ok ha. Ở đây là cực dương nguồn nè. Lên đây là cực dương ha, bên đây cực âm ha. Thì tiếp đây á mình sẽ lấy một cái đầu nối nhanh ha. Đây, mình tiến hành kẹp. Đây đầu dương nha, bên đây đầu âm. Mình chỉnh cái đồng hồ ha, các bạn đo cường độ điện đúng không? Các bạn nhớ chuyển đúng vị trí nha, đo cường độ điện. Rồi ở đây á, mình sẽ kẹp đầu dương vô dương, âm ra âm. Để mình đo cường độ dùng điện có tải nha. Nếu mình tiếp tục mình dùng ổ cắm ha. À, các bạn quan sát cho mình nè. Mình sẽ cấp nguồn vô. Còn đây là cái sơ đồ của nó nha. Đây nè. Mình đo cường độ dùng điện có tải trên cái đèn led bulb 3W, 7W, 9W. Lưu ý là những cái bộ mạch này á, nó sử dụng mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 224AC ha. Đây, cái ngõ ra mạch nguồn á, là hai cái này á, là vị trí hai cái tụ. Đây, cái vị trí cộng trừ nữa các bạn. Cái tụ này là tụ lọc nguồn ha. Sau chỉnh lưu. Này các bạn cứ căn cứ vào cái dấu trừ của nó là cực âm ha, của nguồn. Còn dấu cộng là cực dương của nguồn. Ở đây cực âm dương nè, nó sẽ nối vô một cái dãy led này. Cái dãy led này là toàn bộ là những cái chip led này á, nó nối tiếp nhau nha. Nó mắc từng con một chứ không phải là như cái đèn led bulb công suất lớn, hoặc là những cái đèn tiếp led T8 á, thì có hai con chip led này mắc song song với nhau rồi nối tiếp từng nhánh một. Thì đối với những cái đèn led bulb mà cái công suất nhỏ này á, thì nó sẽ có tất cả những chip led này nó mắc nối tiếp với nhau. Ở đây mình đo cường độ dòng điện á, hôm nãy mình đã nói rồi, mình cắt cái vị trí chỗ này, các bạn tách rời ra, đặt cái VOM ở cái thang đo A3 kế ha, mình đo cường độ dòng điện qua cái dãy led này. Đây là cường độ dòng điện có tải nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cho các bạn thấy nè. Các bạn cắm phích cắm vô à. Cái đèn led của mình nó sáng nha. Như ở đây các bạn thấy không, cái cường độ dòng điện của mình đó là khoảng là 40mA ha. Cường độ dòng điện có tải nha. Rồi ở đây mình được là dòng điện của nó là 40mA. Còn đối với những cái đèn led này á, sau khi các bạn hàng xong á, thì các bạn lấy mỏ hàng các bạn xả ra nha. Xả hai dây ra rồi bạn nối hàng nối với nhau. Nói chung là hai cái này các bạn nối với nhau, hoặc là cạo á, các bạn chấm duy trì vô là nó dính nhau vô nhau rồi. Là cái đèn của mình là sáng lại bình thường. Rồi là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn
đo cái cường độ dòng điện có tải cho các đèn led bulb công suất nhỏ khoảng 3W, 7W, 9W. Tại vì các bạn nên biết là những cái mặt nguồn này á, nguồn hàng áp, nó hàng trực tiếp trên cái vỉ bo này luôn, nó không có bị tách rời như những cái đèn led thông thường. Nó có cái nguồn led mà có dây á, cái mình tách cái dây ra nó dễ. Còn đằng này nó hơi khó một tí, nên mình phải lựa cái cách mà mình đo cái cường độ dòng điện của cái vỉ led này bằng cách mình cắt một cái đường trên một cái dãy led này mắc nối tiếp nhau, rồi mình tách cái đường nào mà thuận tiện nhất, sau đó mình câu hai dây đồng ra, rồi mình dùng VOM á, ở thang đo ampere kế mình đo được cái cường độ dòng điện đi qua cái dãy led này nha. Để đây cường độ dòng điện tiêu thụ dãy led này, thì nhờ đó các bạn có thể sửa chữa được, xem coi cái nguồn hạ áp này á, cái cường độ dòng điện có đủ đáp ứng đối với những từng chip test này không. Tại vì cái dòng nó dòng đúng bằng cái dòng mình đo được trên ampere kế, thì ở đây mình đo được dòng là 40mA, thì làm cho mấy cái dãy led này nó sáng nha, là ok ha. Còn trường hợp mà các bạn đo thiếu hoặc không có là các bạn phải kiểm tra lại. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.